Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hai đối tượng TQN 18 tuổi và TH 14 tuổi cùng trú tại xã Sông Trầu, huyện Trạng Bom để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 10, sau khi nhậu xong, N và H đứng trước cửa nhà thuộc ấp 3 xã Sông Trầu thì nhìn thấy ba thanh niên đi qua. Trong đó có anh ca 18 tuổi, trú tại huyện Trạng Bom, nhìn vào rồi cười. Nghĩ bị cửa đẻo, hai đối tượng này lấy xe máy đuổi theo do anh ca không chạy kịp nên bị h dùng tay đánh và n dùng con dao bấm đâm liên tục vào vùng ngực cổ đầu lưng và tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ vào cuộc điều tra công an đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra xác minh